Trả lời không? Ngân ơi, con đang làm gì đây? Con đang quét để gọi những chú là con ăn cám à. Ừ, con ơi, chiều rồi đấy, con đi lấy cám đi cho nó ăn. Dạ, yeah. Đấy. Con phải quét xong chỗ này, con mới đi lấy cám được ạ. Ờ, đấy, bạn Ngân Hà sẽ quét xong nhá. Thì sẽ đi lấy cám cho gà ăn nhá. Quỳnh Chi ơi, con chào các bạn đi. Chào các bạn nhá. Quỳnh Chi ơi, con đang làm gì đấy? Đấy, nhà Ngân Hà nhá. Chú chó nhen mới đẻ được 5 chú chó con nhỉ. Ừ, con đã quét sắt xong chưa? Ờ, sẽ xong con đi lấy cám để cho gà ăn nhá. Đấy, các chú của con đây này. Ừ. Đấy, các bạn xem Ngân Hà về lớn rồi đấy. Nó gọi Cúc Cúc về cho nó ăn. Các chú gà đằng kia bạn lao ra ăn rồi nhá. Ngân Hà ơi, gà nhà mình giờ này toàn gà mái thôi. Đấy, Chi cũng chăn gà đấy. Hello. Những chú gà này, dạo này đàn gà như Ngân Hà đông nhờ. Có cả chú chó con kìa, chú chó đen kìa. Đấy, chúng lại sang gà ăn. Ừ, hai chị em chăn gà đấy. Chị đi bắt gà cho ba nào. Ba mở con gà cho ba đi. Ăn con gà, con gà to lắm đấy nha Ngân Hà nhá. Thôi con, nó chạy hết rồi. Đấy, Ngân Hà giờ này bắt ngan thì cứ ngan to quá Ngân Hà bắt được còn không bắt được. Con gọi về cho nó ăn. Đấy, em Quỳnh Chi nó đang đi chăn gà đấy nhỉ. Đang quan sát kìa. Nào, Ngân Hà dẫn em Quỳnh Chi đi nhá. Con dẫn em Quỳnh Chi đi. Ôi Quỳnh Chi đổ hết gạo ra rồi. Quãi ra luôn đi, Ngân Hà quãi rộng ra để cho nó ăn. Đây này, đàn gà đang lượn vượn ngoài này. Vì vừa nãy là Ngân Hà bắt trượt chú ngan nên là các chú bây giờ đang sợ. Đấy. Đấy. Có cả con chó con này nữa, đi ra ngoài đi. Nó sợ đấy con ạ. À, xem có bắt được không? Đấy, đàn gà dạo này khôn lắm, không bắt được đâu. Đi đâu đấy? Chị đi đâu đấy? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chân gà bắt đòi bắt gà đây này. Đi bắt gà kìa. Chạy hết rồi. Gà. Gà kìa con. Chú gà trống kìa. Gà trống kìa. Gà trống. Gà trống là bắt thôi. Bắt đi. Ta ta. Ồ. Gà chạy rồi. Gà chạy rồi, bây giờ mình phải làm như nào nhỉ? Rụng ra. Cạc cạc cạc. Hãy đến đây. Chúng ta phải. Hãy đến đây. Tha cho mình kiếm lấy chúng ta. Đấy, hai chị em này đang đi bắt gà. Nhưng mà chưa bắt được chú nào nhỉ? Đúng rồi, bắt gà thì thông minh quá. Chị cũng không bắt được nhỉ? Ôi, làm cái gì đấy? Đấy, sau một thời gian là cho gà ăn này. Đấy, bây giờ Quỳnh Chi sẽ đi tóm được gà cho ba đây. Gà làm đi. Nó phải lách Quỳnh Chi ạ. Không cho anh mình bẩn nhé con nhé. Gà nhà ngân hàng rất đông nhưng mà Quỳnh Chi thì chắc phải lớn thêm một tí nữa mới bắt được nhỉ. Đấy, em đang đi đuổi đấy. Ngân ơi, bấm đuôi gà đi, bấm con này đấy. Gà lên sân. Bắt được rồi. Tóm được đuôi gà rồi. Nên là đấy, tóm được rất siêu luôn. Đấy, ăn gà là đơn giản thôi nhỉ. Nào, chị dám sờ gà không? Ngân Hà ơi, con thả nó đi, không nghịch nữa. Đấy, bây giờ Ngân Hà nha, thích ăn gà, bắt được rất chú gà rất là đơn giản thôi. Nhờ. Thôi. Hai chị em đã xong gà xong chưa nhỉ? Xong rồi ạ. Chị ơi, con chào tạm biệt các bạn đi con. Chào tạm biệt các bạn. Ừ, kênh Nhân Hàng TV nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nhé. Bye bye.